Đang đang đang. Thua xa. Mà tại sao Bất Cầm lại lại tìm xem lại những cái thước phim đó, rồi coi như Bất Cầm có cái ý tưởng để làm cái livestream về cái vấn đề đó vậy Bất Cầm? Nói chung thì đầu tiên là tao muốn tìm tư liệu của ngày 30 tháng 4 để mà tao nói chuyện với bạn già tao, tại vì tao ở bên nước ngoài, và những ngày 30 tháng 4 tao ở Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài. Anh Phượng thì đi ra nước ngoài, còn tao mà tao ở tuốt qua Vũng Tàu á, tức là ngày 30 tháng 4 mình không ở ngay chỗ trung tâm thành phố, không phải ta không ở ngay chỗ thành phố mà để đó thì không nghe được và Không có chứng kiến không có được. chứng kiến, rồi bẵng đi. Thì khi tao qua Mỹ bây giờ tao muốn nói chuyện đó thì tao phải đi tìm, tao đi tìm, tao vô tình tao bật lên cái câu chuyện mà một những thước phim nước ngoài, tư liệu nước ngoài nói về 30 ngày cuối cùng của chế độ cũ à, thì tao mới bật lên tao coi, tao mới thấy bà này bà lên bà trả lời à, tao hết hồn. Bắt đầu tao có cái ý tưởng là tao đi thượng nói chuyện cái gì với bà này, bởi vì nói dù cái gì thì nói bà này mất rồi à, nhưng mà nữ lưu anh hùng hào kiệt thì Việt Nam mình không có thiếu, và có những người mà người đàn ông mà chạy 80 bước chạy theo rồi hụt hơi rồi mới chưa được liếm cái gót chân để được nói, mà thấy mình hết hồn, bởi vì bả người phụ nữ và thời đó mà đã trả lời phóng viên những câu chẳng lẽ chúng tôi sinh ra đời đến suốt cuộc đời tôi phải làm nô lệ đến suốt cuộc đời tôi sao. Ừ, bởi vậy họ mới bùng lên thôi. Nói tất cả cũng từ cái gọi là tinh thần yêu nước, Đúng rồi, tự xuất phát hào từ dân tinh tộc. thần, đúng rồi. À, mà do những người đàn bà mà họ làm lên chiến tích lẫy lừng như vậy thì mình thấy rất là thấy khủng khiếp, và những nhân vật lịch sử này là những nhân vật có thiệt trên đời. Thường thường những cái bọn mà chống phá đất nước Việt Nam mình thì ví dụ như là Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu rồi nó kêu là không có còn mẹ chân, tại Việt Nam mình dựng chuyện thôi, hoặc là nói chung là nó kêu mình dựng chuyện thôi, thì nhưng mà thực chất ra là đây là những nhân vật vật lịch sử có thật à, cho nên vì đó mình muốn minh định một cái điều là khi mình nói tới một cái nhân vật lịch sử nào thì phải nói cho chính xác chứ không có lộn, lộn là nó trật lắc là rất ư là bậy bạ, mà không không mình xúc phạm người ta à, ở đâu ông nọ cấm cầm bà kia là không có được. Thì tao cũng sợ chứ, tao sợ tụi nó chửi ông không biết gì chân trời mà ông lên mày đặt ông nói này kia, tao không quản nha, tao lại bơi tao tao bên tụi lục thì hên quá, thì có những gương mặt là đối chiếu rồi rồi thì cái bà Nguyễn Thị Bình cũng không kém bà kia, cũng giỏi trời ơi. Bà đó là bộ trưởng bộ ngoại giao cũ thời chiến mà ký hiệp định Paris là bà ký, bà ra đó mà, thành bà kia cũng đã rõ ràng đã có một cái câu mà tao rất là nằm lòng, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chế độ của người Mỹ dựng nên, chúng tôi không có chấp nhận, không có ngồi bà hội nghị với bà được, bà không có chịu ký tên, bà không có chịu ký cái chuyện đó, là bà coi không ngang hàng với bà à, cái chế độ là không do dân bầu lên là bà không chấp nhận, cho nên bị đã coi như là bà đó cũng rất là hay. Mà nói tới những cái vị mà nữ lưu anh kiệt của Việt Nam mình á, thì ngoại trừ những nhân vật mà kiệt xuất như bác nói á, thì ví dụ như những cái sự việc ví dụ như là 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc nè đó, hoặc Ở là hang tám cô ở cái khúc mà Quảng Bình đó, đó rồi. cũng là những cái di tích, những cái truyền thuyết và những cái điều mà nó là thật, Đúng nhưng rồi. mà khi kể ra thì mọi người cứ nghĩ nó là truyền thuyết thôi, Đúng rồi, không ai có cũng chứng cho cứ đó là đó. truyền thuyết. Đó là. Thì vì cái chỗ đó, à tao nhớ mày nhớ cái vụ đó, cái vụ cái ba Đồng Lộc có một thằng Mỹ nó qua bên Việt Nam mà làm YouTuber. Thì nó ra ngoài đó đó, nó ngồi nó buồn buồn nó mới kể lại, nó mới nói là hôm nay tôi đi thăm một cái chiến tranh mà do đất nước tôi tạo ra, được nó ngồi trên cái hố bom cái thằng gì ở ra đó, thì ra đó là những nhân vật có thật, nhưng mà thường thường tụi nó thì nó chống phá và nó chửi Việt Nam mình, nó toàn nói Việt Nam mình là nào là cái gì gầy dựng lên những cái nhân vật mà không có thật trên đời để mà ru ngủ nhân dân rồi xuyên tạc nói láo nói xạo rất ư là bậy bạ. Nó thật, bởi vì chỗ đó là càng ngày á, lớn như tao tuổi như tao vậy vẫn còn thiếu có sự hiểu biết, vẫn còn đi tìm tòi, vẫn còn minh định nhiều cái mà thấy rõ ràng cái là lịch sử của mình nó có nhiều cái mình tới bây giờ lớn tuổi như tao là mà có những vật huyền thoại mà tao không biết hết mẹ, tao có biết mẹ gì đâu Thì giống như là cái nhân vật mà cô Võ Thị Sáu à. họ cũng có nhiều người họ nói họ không tin vào sự thật, nhưng mà Đúng rồi mộ cô Sáu thì ở Côn Đảo, biết bao đó, nhiêu người rất là linh thiêng, mọi người ra cầu khấn rồi vân vân đủ thứ.
Nhưng mà tụi kia đâu có chịu đâu, nó nói ô vậy cộng sản lắm, nó dựng lên nó chứ không có đâu, để cái gì đó. Buồn cười lắm kìa, là cái gì nó cũng chống phá và cái gì nó quay. Thì khi nó chống phá nó, mình có thể mình phản biện các bằng cách mình dẫn chứng là sự thật, nó đúng đơn giản thôi, chứ không có gì cả. Và người dân Việt Nam mình cũng có cái hay vậy bác. Ví dụ như là cái cô Võ Thị Sáu đi, thì cuối cùng là qua cái gọi là truyền khẩu của người Việt Nam mình, nó trở thành chỉ đơn giản hai từ đó, cô Sáu. Ồ, đúng rồi. Nó rất là thân thiện, giống như là bà Đen, giống như bà Rịa. Bà Rịa có cái mộ bà Rịa đó, chứ đâu phải là không có đâu. Cũng là một quyền, đó là một cái nhân vật của lịch sử đó. Của địa phương đó. Của địa phương. Đó là cái người đàn bà mà đổ tiền, đổ bạc ra để tạo cái này, tạo cái kia. Và khai dựng lên cái vùng đất bà Rịa, bà Rịa Vũng Tàu bây giờ đó. Thì mộ bà Rịa là bây giờ... Tất nhiên là mỗi địa danh đều có nguồn gốc nó hết trơn, chứ nó không phải tự nhiên mà có. Đó, nhưng mà mình quan trọng là mình thấy là cái đất nước Việt Nam mình á, là sự góp công góp sức á, của cái giới nữ lưu á, rất là nhiều, rất là nhiều, đúng rồi. Hay, tao phải công nhận là hay. Bây giờ mình cảm thấy là khi tao càng về già thì nào thì tao thấy tao càng ít hiểu biết nhiều đó, bởi vì còn nhiều cái kho mà cái mà kho tàng mà lịch sử Việt Nam nó nhiều lắm, cho nên ra nhiều mình chỉ mà hạn chế mình chỉ đọc được. Bữa nay đọc được cái này thì mình cảm thấy ô cái này nó mới quá, mình mới biết, còn mai mốt nữa nó còn lòi ra những nhân vật rất ư là kỳ cục nữa mà nhiều khi đã anh hùng mà mình chưa hề biết. Đó là vậy, ok. Quái kiệt đó, nhiều khi mình đâu biết đâu. Ở trong bộ, tao còn nghe mấy đứa em bây giờ nó là bộ đội giải ngũ cho chẳng hạn như là Nhàn rồi để cái nó là cựu chiến binh rồi. Nhưng mà ở trong quân sự của nó đó, nó cũng có nhiều anh tài kiệt xuất mà mình là người dân thường mà đâu có biết con mẹ đâu, bởi vì khổ đâu có biết gì nữa. Bởi vậy khổ vậy. Rồi, giờ đứa nào có lên chơi với bác, đứa nào đang danh Đặng Nguyễn Tùng, đứa nào muốn lên gửi yêu cầu lên nói chuyện mà không, mày không, tụi bay không lên, tao giận là tao xuống like đó nha, tao giận là tao xuống like đó nha. Còn ông bạn già tôi đã bắt tư rồi. Có nhiều hồi bác vượng đang lo tìm tư liệu. Hả? Có nhiều hồi bác vượng đang làm đi tìm tư liệu. Được, đủ hồi nãy mới nói chuyện với ổng này, mới chuyện, ê Phú Đông Tùng gửi yêu cầu cho mày. Ờ, nãy mới nói ông, để tôi, ông nói để tôi đi kiếm. Ông đi kiếm sao mình, được. Cũng nhờ cháu lên nó đi kiếm phụ, nó kêu đây để con đi kiếm phụ với bác, rồi sau rồi hai rồi làm chụp hình lại đàng hoàng. Ai muốn lên gửi yêu cầu đi, Phương Tùng gửi yêu cầu đi em. Tao nghe mà nói được, lúc này là đậu đen, đậu đứng gì? Đậu nành đen là được giá lắm rồi đó. Tôi này lì thiệt ta. Ồ mà nói mấy lần mà không biết đâu lên. À, bực mình ghê ngang. Không lên là tao xuống like, tụi bay đừng có chửi tao ngang. Ờ. Phong mới thấy đi mục tiêu rồi, không lên chơi rồi. Nói chung thì mấy bữa nay thì tình hình nước Mỹ nó cũng rối ren. Hồi sáng bác nói cho cái vụ mà nước Mỹ rối ren á bác. Ừ. Chỉ là tình hình nước Mỹ hiện tại nó như thế nào, hồi sáng bác nói là nó rối ren. Rối ren là bởi vì những cái vụ án của cựu tổng thống Donald Trump đó. Bây giờ nó lôi ra tùm lum tà la ra rồi. Mình thấy giống y chang như một cái nồi cháo heo á. Nó không có một cái giai cấp mà nó không có một cái sự thứ tự nhất quán, có nghĩa là mình phải công nhận là mình không khen đến Việt Nam, nhưng mình phải nói một điều này, Việt Nam mình nó có tôn ti trật tự đàng hoàng, chỉ thị từ trên dưới thì theo cái kiểu đường thẳng á, mà đi xuống chẳng hạn như Covid-19 đi, cho nó đơn giản thì thủ tướng ra lệnh là này thì cứ thế mà làm. Mình thấy nó đây, nhưng mà ngược lại mà thấy rằng cái hiệu quả nó rất là cao. Còn ngược lại đâu, nó xuống tới bên kia, xuống tới Hạ viện là xong rồi đó. Bên kia nó ghét, nó chống là coi như cái văn bản cái bưu họp hoặc là văn bản đó không ra được, bởi vì hai bên nó đang chống nhau mà. Cái này mình nói tới đây không mới nhớ nè, cái đợt Covid-19 á, phải nói nước Mỹ gọi là thiệt hại về nhân mạng rất nhiều và một trong những cái điều
thấy là do cái vấn đề về cái tôn ti trật tự á. Đúng rồi. Tao nói không, người lớn. Con ở Việt Nam thì con không có biết nhiều. Vậy thì con muốn hỏi bác điều thế này nè. Bác là người ở Mỹ. Bác thấy như thế nào về cái vấn đề là cái đợt Covid vừa rồi á? Nếu mà nước Mỹ có sự thống nhất từ trên xuống dưới, từ tổng thống thì tác hại nó không ra. Cái lý do ở đây là nó ở nước Mỹ nó mang tiếng là tự do, mà thuộc tự do mà thuộc tự do khi mà tự do cá nhân á, nhiều quá. Thí dụ như giờ cái, nó bắt buộc là chính phủ ra lệnh bây giờ những người dân là phải chích 3 mũi và vaccine 1 mũi, mà có nhiều thằng nó nói vậy tao không chích mày làm gì tao, đủ mà nhà nước cũng chịu thua. Bởi khi anh bắt nó chích, chích là anh xâm phạm tự do cá nhân. Thì ra vì chỗ đó anh ra nó lây, nó lây mà nó biết rồi, dịch mà nó đâu phải bình thường đâu. Thì rồi hình như là nước Mỹ tổn thất nhân mạng trên 1 triệu người, trên 1 triệu người, mà thấy kinh khủng không? Thì vì chỗ đó nếu mà giống như Việt Nam mình thì đỡ lắm rồi, còn tới ngay bây giờ cũng vậy đó. Hoặc là những người họ không có tuân theo bất cứ quy gì cả, họ lợi dụng cái sự tự do cá nhân, cho nên vì chỗ đó là cái gì cũng vậy. Mà cái thời điểm thì điểm đó là thấy Việt Nam mình á thì khống chế dịch rất là tốt, rất là nhưng tốt. Mà ngược lại á, là khi Việt Nam mình á là đưa ra cái chính sách đó là cách ly, rồi coi như là bế quan tỏa cảng tất cả khu nào ra khu đó, thì con thấy là những cái kênh truyền thông ở bên kia là họ chửi Việt Nam rất là nhiều. Đúng rồi, nhưng mà thành quả thì bây nhưng giờ mà bây giờ mình nhìn thấy thành quả thì sao? Thành quả thì quá trời là ok, bây giờ tự nhiên nó hộ tuôn hô, nó kỳ lắm. Đúng là cái mà lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo, nói vậy đó. Nó thấy mình vậy nó chửi á, Việt Nam mình không có tự do này kia cái rồi xong. Nhưng mà mình đâu cần biết, mình chỉ cần bảo vệ là càng ít sinh mạng chết về cái dịch Covid là bao nhiêu thì được bao nhiêu là tốt rồi. Còn cái chuyện hậu quả sao, xong xuôi hết rồi bắt đầu nó bầu Việt Nam mình là số 1 về rồi coi như là chống dịch được luôn. Còn con người thì làm kinh tế được, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà để mà phát triển kinh tế thì phải trả giá bằng con người, mạng người thì đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, ví dụ như cái thời đó con nhớ là ông Donald Trump á, ông có đăng cái poster là cái thuốc chí ninh mà kiểu sốt rét á. Ông làm đủ trò chích rồi uống rồi lum tùm la trên cỡ đồ. Mày thấy rõ ràng, mày thấy rõ ràng có điều mình không có trách gì cả, chuyện của họ mình thích, nhưng mà cương vị một tổng thống, một vị lãnh đạo của một đất nước mà phát ngôn một cách buồn cười, thậm chí nhiều khi uống xà bông hoặc là uống thuốc rầy vô để trị mình. Ta nói thật thua, thua. Mình không đánh giá, nhưng mà mình đã nhận định rồi, đã có một người tổng thống nào mà phát ngôn bừa bãi mà suối dại rồi làm chút nữa thôi mệt, tao chuyện nước Mỹ không có bàn, tao chỉ bàn là những cái đám mà chống Việt Nam mình thôi. Chứ không phải là con nói rồi, nhưng mà vấn đề là mình nói cái đó để mình biết nè, thì nhiều cái người á mà họ có không có thân thiện với nhà cầm quyền Việt Nam mình á, đúng rồi, thì họ lại dựa vào cái chuyện của mấy ông đó để họ nói về cái vấn đề là dân chủ, nhân quyền rồi vân vân của Việt Nam. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng thì qua cái đợt đại dịch Covid rõ trắng rồi, trắng đen đen rồi, khổ vậy đó. Rồi cuối cùng Việt Nam mình cũng được mời tới để tham dự hội câu chuyện. Đúng rồi, khổ vậy. Đó, nói câu chuyện là chống dịch Covid như thế nào mà nó nói một cách khác như này, nó gậy ông đập lưng ông là chỗ đó, cái là mày như cái làm cái chuyện nó bôi nhọ biết đất nước mình rất là nhiều rồi, nhưng mà khi thành quả đạt được thì nó nín à, làm tin buồn cười lắm. Giống như kiểu xe VinFast, trời ơi xe VinFast mà thấy không, trước khi qua Mỹ nhập kho nhập vào Mỹ trời biết bao nhiêu vấn đề trưng chiên ở đây là cái miệng của mấy người đó, nào là đồ xứ xe thạch cao, thứ xe đồ linh kiện sùm rác rồi đủ thứ, nói chung được là đồ mà bây giờ đi qua Mỹ rồi luôn nó cũng chửi, rồi bây giờ nó chửi gì chửi à, người ta mua cứ mua à, buồn cười lắm. Rồi thành quả Việt Nam là vậy, mình phải bữa vừa rồi bác có nghe cái ông N10 không? Trời ơi tao nghe rồi buồn cười lắm. Thôi đó là mình thuộc về cái dạng mà có cái đứa trị rồi, có con nhỏ mà kẹo ngọt bonsai trị rồi. Đó mình không cần phải bàn cãi thằng đó nữa, bởi vì tao mới nói hôm trước tao cũng nói rồi, rồi mà thấy ghê lớp 7 bằng cấp Việt Nam kinh khủng chưa, rồi mấy lớp 7 thôi mày làm thống trị cả một cộng đồng đồ người Việt ở bên đó mới là ghê, đủ quá gốm đủ quá thì ghê. Tao nói rồi đủ. Ủa quá không sao khi nói tới cái đợt đại dịch Covid-19 là vừa rồi ha, thì bây giờ chuyển qua một cái vấn đề này nữa, nó cũng liên quan thôi. Là bữa vừa rồi thấy bác Cầm đi ra Hồ Tràm đúng không? Đúng rồi, đi vô trong mấy cái supermarket siêu thị, đúng rồi, rồi những cái khu này kia của Hồ Tràm, thì bác có cái cảm nhận gì về cái khu vực Hồ Tràm?
tiềm năng thì rất ư là lớn. Hôm trước bớt mới nói rồi, cái là cái du lịch, cái du lịch của mình nó vẫn còn cái gì đó mà nó còn lấn cấn, mình không rành lắm, nhưng mà có điều là cái chỗ đó thì quá ư là đẹp. Tao đã chụp hình mà, tao selfie ở đó, tao chụp hình, tao quay những cái bãi biển ở đó, tao quay những cái cảnh mà supermarket ở đó, rồi rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà rất ư là đẹp. Nhưng mà bây giờ thì chưa có đông lắm, bởi vì cái lượng du khách nó còn thưa, với lại cái chỗ đó là nó chưa hoàn chỉnh, nó mới, nó vẫn còn còn ngổn ngang, công trình xây dựng vẫn còn ngổn ngang. Rồi cho nên vì chỗ đó thành ra nhiều người biết, nhưng mà chắc là cho người ta chưa có đến đông, cho nên vì đó tao hy vọng là sau này cái chỗ đó là một cái chỗ tiềm năng về vấn đề du lịch rất lớn, vừa du lịch nghỉ dưỡng nè, rồi nhiều lắm, nhà hàng thức ăn rồi bazaar supermarket rồi làm đẹp, nói chung tất cả đều có hết. Mà bác thấy cái khu chỗ đó đó, bác đi ở xung quanh nó hiu quạnh đúng không? Đúng rồi. Trên đường đi không có nhiều đúng không? Đa dân cư. Đúng rồi. Nhưng mà mọc ra một cái khu nghỉ dưỡng resort ở ngay chỗ cái khúc như vậy. Đúng rồi. Theo bác thì tại sao nó lại như thế? Đúng rồi. Cái từ nghỉ dưỡng tức nghĩa là cái chỗ mà thường thường người ta phải nghỉ dưỡng là ta kiếm một cái nơi trầm mặc. Trầm mặc ở đây có vẻ là yên tịnh, thanh tịnh, rồi cảnh đẹp, cảnh quan này kia, thì cái chỗ đó là thích hợp nhất rồi. Đúng rồi. Chứ còn bây giờ tao hỏi mày đã gọi là nghỉ dưỡng, mày đi vô ngay chủ đô, ngay thành phố Hồ Chí Minh mày nghỉ dưỡng, ai mà nghỉ dưỡng cho nổi, xe cổ chạy đùng đùng, làm sao mà nghỉ dưỡng được, đúng không? Tại vì đúng rồi, ngay chỗ đó là nghỉ dưỡng là lý tưởng nhất. Nếu resort mà nghỉ dưỡng đó là thoải mái, yên tịnh, gió biển rì rào, gió mát, sạch sẽ, bãi biển rất là đẹp. Bãi biển nó là chứ không phải chỗ có bảo cho cái chỗ hồ tràm. Cái hồ tràm đó là cái bãi biển hồ tràm mà chỗ tao đi tao tắm ở chỗ đó sâu quá mẹ, cái chỗ đó sâu quá, mà biển là sóng mạnh nữa. Ngay cái chỗ mà cái chỗ mà resort của cái thằng cha mà gì đó công ty Lê Minh cái gì đó, cái gì đó, biết rồi, cái khúc đó gần khúc đó, cái khúc Novaland với lại Lê Minh Wonderland rồi đó. Đó chỗ đó thì cái bãi biển rất là dài, là dài đó, người ta gọi là ngã ba hồ tràm. Đúng rồi, ngã ba hồ tràm, ngay ngã ba hồ tràm thì chỗ đẹp quá, chỗ đó bãi biển đẹp quá, tắm cũng ok luôn. Với lại nói đi nhận lên chút xíu nữa là nó có cái khu phức hợp của gọi là khu casino. Đó có ngày casino là thấy khoái rồi nha, nhưng mà nghe nói là casino là không cho người Việt Nam vô, chỉ có người nước ngoài vô thôi. Đúng rồi, theo chỉ thị đúng rồi. Ta phải nói một câu về cái người Việt Nam mình bẩm sinh là hình như cái máu đỏ đen nằm ở trong bụng này. Thiệt tình đó. Đúng mà cho người Việt Nam, cho mọi người Việt Nam vô bảo đảm là thì bán vợ đỡ con không có ra homeless nằm. Thì lại giống như là cái thời Pháp thuộc. Đúng rồi. Bác lại bắt đầu là cờ bạc để hút chất. Có Sài Gòn mình có Kim Trung không mày? Thì đó. Ừ. Rồi lại ra đó bán vợ đỡ con. Đúng lại, rồi. Khi mà bác nói tới đây thì con cũng nói thêm một điều, tại vì cái khu đó là con rầm. Ta hồ tràm á, sở dĩ nó đẹp á là nó còn có nguyên cái rừng nguyên sinh Bình Châu Phước Bửu nữa. Ồ. Cái chỗ ngã ba Hồ Cốc, đó là hồ tràm chạy lên chút nữa là nó tới Hồ Cốc. Ừ. À, thì nó có nguyên cái rừng nguyên sinh, cái rừng nguyên sinh là Bình Châu Phước Bửu, thì đó là cái rừng bảo tồn. Nên bởi vậy cái mảng xanh của nó luôn luôn đầy đủ. Ừ. Rồi mà bác đi bác thấy nè, hiện tại bác thấy nó đẹp đúng không? Nhưng mà trước kia nó là cái gì? Nó là một cái cồn cát kéo dài ven biển, và chỉ có là những cái người dân á mà chở cá mà đi xe minh khơ rồi gì đó thì họ mới chở cá họ đem về để họ bán đó. Và chạy lên trên nữa thì nó có là cái khu resort Lộc An, rồi cảng cá Lộc An đó. Thì cái cảng cá Lộc An đó chính là cái cá mà nó chuyển đi, một là lên Vũng Tàu, hai là lên trên Sài Gòn của mình. Đó, một cái cảng cá rất là lớn. Đó, nên mà bây giờ nếu mà bác thấy cái chỗ đó nó phát triển á thì nó dẫn tới một điều gì nữa không? Người dân thì sao? Người dân có được lợi, được lợi, được lợi. Mới đi dọc dọc đường mới thấy người dân có bán hàng nhiều không? Không thấy. Không, dọc dọc á. Đấy bác vô trong resort đúng không? Resort không thấy. Còn bác nghe chỗ khu phố đi bộ á thì người dân có bán hàng rất là nhiều. Tạo điều kiện cho ngư dân, rồi nông dân khu vực đó rồi làm vân vân. Đúng rồi. Rồi giải quyết lao động hết. Đúng rồi. Đó, thì nếu mà làm khu đó thì phải cần có nhân công lao động. Đó. Thì cái đó là theo con là người địa phương thì con thấy vậy thôi. Rồi vậy bậy ngoại hả? Dạ, dân ngoại hả? Con dân người đó. Trời ơi, đâu có biết đâu mày, tao biết đâu rồi trước mặt mày, bởi vậy làm chết được. Ok, vậy đúng rồi.
đó là một cái hướng mà ta thấy chỗ cái thằng nào đầu tư đó là nó có cặp mắt rất ư là hết sảy luôn đó. Mà hiện giờ đang dở dang, chưa có quan đưa, chưa chưa công trình mình đẹp quá, chỗ đẹp quá. Mà cái đó là trước Covid-19 không có gì hết. Nhô. Trước Covid-19 không thấy gì. Suy ra rồi có 3 năm nay thôi. Dạ, nó 3 năm nay thôi. Ghê thiệt ha. Thì hồi trước Covid-19 là nó chưa có khu phố đi bộ, nó chưa có cái siêu thị đó luôn. Cái siêu thị mà bắt đây á, cái khu đó nó mới phát triển 3 năm thôi. Còn trước kia là người dân cứ trải tấm bạc, bán cá, bán này kia vân vân, dọc dọc. Đó, không nên bắt hỏi thử có ai là đi ngã ba Hồ Tràm, biển Hồ Tràm trước kia không đi. Cái cảm giác họ như thế nào, bây giờ nếu đi xuống thì nó ra sao, là nó khác liền. Khác liền. Sau này nó sẽ khác hơn nữa. Và sau này vài năm nữa là cái con đường từ ngoài quốc lộ mà vô trong cái chỗ ngã ba và Hồ Tràm đó nó còn bự ra và nó còn đẹp nữa. Dạ, nói chung là chừng nào nó xong cái cao tốc thì còn ghê nữa. Đúng rồi, ok. Mình live buổi sáng này nôn nóng live để mình bình định cái điều mình nói, sợ mình nói sai. Nhưng mà bữa nay mình live biết sao không? Tại vì thường thường giờ này là tụi nó đi làm mẹ nó hết rồi. Chỉ có ba thằng le que, bốn thằng le que nó vô trong cái live, tao nó ngồi trong cái ngồi trong góc mà chở tao chửi gì đó chứ ấy quên nó nói chuyện gì chứ không phải. À cũng rất là chán bụi, nhưng mà thôi có cái live này bình định là tao nói đúng ngang, tao không có nói sai ngang đó, nghe không? Chào Nga Phạm. Ok, vậy thì nếu không có gì cả thì mình xuống live ha. Thấy ghét nó chê tao, nó không lên nói chuyện với tao. Ok thôi, bye bye mọi người. Ok, chào mọi người. Nha, kết thúc.